Rồi, hello chào anh em, chào cả nhà. Bây giờ Sang sẽ giới thiệu lại với cả nhà hai cái sản phẩm của Lobster. Một cái cây là được sản xuất năm 2020 và một cây là sản xuất năm 1900 hồi đó. Bởi vì nói sao 900 hồi đó là tại vì trên này nó không có in là năm chín mấy. Nhưng mà cái cây, những cái cây này thì cái dòng bao bì của nó màu xanh này thì nó lâu đời lắm rồi. Nó cũng chắc cũng mấy chục năm rồi, 20-30 năm gì đó. Thì Sang sẽ có cái so sánh coi nó sau những năm tháng rồi nó có thay đổi gì không. Đây hai cây thì có một chút xúc xíu thay đổi, đó là cái bên cây mới á, thì cái mặt của nó là mịn hơn, tức là cái công nghệ mạ có lẽ là nó phát triển hơn đó anh em. Bên đây thì nó hơi sần sùi hơn, không được bóng bẩy như bên đây. Đây là 2020 thì nó sẽ mịn màng hơn ha, về cái nước mạ đó. Còn bên đây thì nó hơi ấy hơn tí xíu, nhưng về cái sự sắc sảo thì mình dường như mình thấy nó cũng giống nhau đó, giống nhau. Mà nói về con tán ở đây, những con tán này thì mình thấy là cái bên đây nó con tán nó sẽ dày dặn hơn, nói chung là hai cái thì sản phẩm đều con tán nó đều dày dặn, nhưng mà bên đây nó hơn hẳn hơn một tí xíu nó bự hơn đó. Rồi cái logo thì nó vẫn giống nhau, logo nó giống nhau ha, chỉ có khác là ở dưới này nó sẽ đóng chữ vai player, còn ở đây nó sẽ không đóng. Còn lại là giống nhau, như con ốc này cũng vậy. Con ốc này thì nó sẽ cái đề mới nó sẽ bự hơn, nó to hơn. Đây này nó nhỏ, tức là cái này nó cải tiến nó bự để chúng ta dễ dặn hơn nè. Con này nó hơi mỏng hơn nè, cái bản ngang hơi mỏng hơn ha, khó dặn hơn. Thì mỗi dòng nó sẽ có cái sự cải tiến khác nhau về cái sản phẩm. Còn cái độ dày của cái thanh chính giữa này thì cây cũ nó dày hơn em. Cây cũ này nó dày hơn. Cây này thì nó mỏng hơn một khoảng 8-10 đó. Cây này 10, thí dụ cây này nó khoảng 7 ly thì cây này nó khoảng là 5 ly thôi. Đó. Khác nhau chưa ta? Còn về lò xo thì mình thấy cái lò xo bên đây nó màu đen, chắc mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn cái màu bên đây là nó màu rơm. Thì đó, hai cái sự khác biệt của dòng cũ và dòng mới. Nhưng mà hàng cũ thì bên mình chỉ còn một cái duy nhất là hết luôn đó nè, không biết chừng nào có nữa đâu ha, tại vì bên mình đã ngưng không có bán hàng cũ, tức là không có nhập hàng cũ nữa, không có mua hàng cũ nữa, hàng mới hoàn toàn. Thì anh em có cái nhìn khác biệt để mình so sánh nó theo cái thời gian á, để có sự khác biệt tí xíu. Nhưng mà cái chỗ này thì con ốc của thằng này nè, cái này là nó tán một con ốc ha, ở đây nó không có tán mà nó đóng một cái chốt này. Thì nếu mà so ra thì cái này nó êm hơn, tại vì cái này nó là một hẳn một con tán luôn, nó sẽ không có sức. Nếu mà sử dụng lâu ngày thì cái cây này nếu mà nó xét đi á thì cái này nó sẽ gớt ra nè đó. Thì sự khác biệt của hai cái cây kìm chết ha. Thì cây này là cây mới này thì kích thước của nó là 250. Thì cây này giá của nó đây là 850.000, mã đặt hàng của nó là LO4001, 850.000. đây, hàng nội địa Nhật và không có chữ Japan nào trên này hết nha anh em. Có những sản phẩm họ hãng sản xuất á, nó sản xuất cho thị trường Nhật á, thì sẽ không có chữ Japan nào đâu đó. Anh em nào mà nếu mà mua kiếm có chữ Japan thì vui lòng không đặt hàng đó, để mình tránh cái tình trạng mà khi mà đến hàng đến nơi thì anh em cứ kiếm cái chữ Japan. Mình không biết là đúng là có những cái là phải có chữ Japan anh em khẳng định đó, nhưng mà sau này thì có một số sản phẩm hàng mới hãng nó không có đóng chữ Japan, tại vì họ bán trong nước của họ đó. Còn anh em không tin tưởng thì thôi không nên đặt, mình khuyên anh em không nên đặt, để mà cái tình trạng là anh em gửi hàng đi gửi hàng về thì mình không có giải quyết rồi tốn thời gian của nhau nữa. Mình nói rõ luôn đó là cái sản phẩm này nó không có chữ Japan, và mình khẳng định đây là hàng mình nhập khẩu, hàng nội địa Nhật 100% được sản xuất cho người Nhật người ta dùng. Để khi anh em kiếm chữ Japan, thật ra có những hàng nó đóng chữ Japan nhưng mà chất lượng nó không có, tại vì những cái thương hiệu đó là nó sử dụng nó bán giá rẻ đó. Cái thương hiệu nó giá rẻ không có tiếng tăm nó cũng đóng chữ Japan được. Còn những sản phẩm như cái này là hàng nội địa Nhật nè, cũng đâu có chữ Japan đâu, và hàng này
hàng chất lượng cao luôn á, anh em xài thì yên tâm mà xài luôn, cái răng này rất là tốt. Cái này kích thước của nó là 200 ml thì cái này mình bán giá là 580 ngàn, 580. Mã đặt hàng của nó là H691, giá 580 ha, giá chưa có ship nha nè, chưa ship. Hôm qua mình bán một cái đơn cho một cái này, chắc gọi không biết ta là chú hay là bằng anh á, tại vì cũng thấy cũng lớn tuổi. Đó. Mình bán kiềm Sura và Anet. Anh lên chảnh thì anh bảo là cái kiềm này không phải hàng nội địa Nhật. Anh nói là cái hàng nội địa Nhật á, là nó phải dập. Còn khắc laser là hàng Trung Quốc. Trời ơi, mình ngồi mình rất là tức. Ông nói hàng Trung Quốc treo đồ dây bánh thằng chó, trong khi đó cái ảnh chụp rõ ràng sản phẩm trên website là chụp ảnh 100% là y chang như thế đó, gửi y chang luôn, và khi chụp lại sản phẩm là y chang luôn, nhưng mà ông nói là hàng này hàng Trung Quốc rồi. Mình tức quá, mình vẫn cho ảnh xem cái chứng chỉ chất lượng của hãng, rồi cả cái COCQ. Hàng nhập khẩu thì nó sẽ có là COCQ đó, khi mà phân phối vô Việt Nam thì hãng nó sẽ cung cấp một cái CO và một cái CQ. CQ là chứng nhận chất lượng, CO là chứng nhận xuất xứ. Cái CO không phải dễ xin đâu. CO là anh em khi nào là hãng, là hàng, anh em là một cái nhà phân phối và ký hợp đồng, rồi anh em nhập với số lượng lớn đó, thì bên Nhật người ta mới xin cho anh em một cái gọi là cái CO, cái chứng nhận xuất xứ. Chứ mà anh em mua ít nó cũng không có thời gian đâu mà làm cái CO đó đâu. Cái CO á là làm á là xin từ lơ hết mới có được cái CO đó, thì anh em phải nhập số lượng người ta mới cung cấp cho anh em cái CO đó, là chứng nhận xuất xứ từ Nhật Bản. Rồi cái CO đó khi mà anh em về ở Việt Nam á thì nó sẽ căng theo cái chứng chỉ đó đó, nó sẽ giảm thuế đó, nó giảm thuế cho anh em rất là nhiều, từ 20% theo những cái hiệp định người ta ký. Đó, giảm 20-30% tùy theo cái biểu thuế, nói chung là theo cái biểu thuế đó, là cái đó đó, có cái đó COCQ, gọi là COCQ ha. Mình cung cấp luôn COCQ cho xem, ngay cả hóa đơn đầy đủ luôn, mà không cái kiểu như là muốn trả hàng thì thà là nói trả hàng, thì bên mình sẽ áp theo cái chứng trả hàng á, thì là mua không thích á, thì trả thì mình sẽ thu lại 80%, giống như thế giới di động thôi. Anh em ra mua hàng, anh em vừa xách ra cửa là quay lại là mất 20%. Cái đó là người ta cũng có nêu rõ quy định. Anh thì ra cửa là mất 20%. Thì bây giờ anh nói cái này sản phẩm này không ưng anh em ơi, anh thấy nó không đẹp, thì anh trả lại thì anh sẽ mất 20%. Có gì đâu. Còn cái này anh viện lý do nó là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Treo đầu dây bánh thành chó, anh đang nói xấu người ta, trong khi đó là cung cấp cho anh đầy đủ đó. Khi mình nói là mình nói không có chứng cứ hết ha, cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ xuất xứ luôn đó, và dẫn cãi đó. Mình cũng bó tay, mình cũng không cãi lại nữa đâu. Tiếp tục là một cái sản phẩm này đây. Đây là một cái đầu chuyển đổi của hãng SK11. SK11 1/4 nè, 1/4 nè, 1/2 nè, 3/8 đó. Từ 6-35 ra đầu, những cái đầu này, và nó có thể lắc léo được ha, có thể ghim thẳng được, lắc léo được, của SK11 Nhật Bản và sản xuất tại Đài Loan, Made in Taiwan. Giá của cái bộ này là 300 ngàn, mã đặt hàng của nó là SK3701, giá 300 ngàn, giá chưa ship. Tiếp tục là một cái thước ke của hãng Sinhua, ke 45 độ, chất liệu là thép không rỉ. Ke này giá của nó là 270 ngàn, hàng mới và nó sản xuất tại Trung Quốc. Đây, gia công tại Trung Quốc ha. Mã đặt hàng của nó là 2616, giá 270 ngàn, giá chưa ship. Tiếp tục là một cái kìm kéo bắt ton của hãng SK11 luôn đó, hàng Nhật. Thì cái này nó cắt được là 0.6 ly đó, đến 1.2 ly. 1.2 ly là dành cho những cái vật liệu mềm như những cái tấm nhôm chẳng hạn, còn ton là 0.6 ly ha, 0.6 ly, 304 chứ, 304 là inox luôn á,
Đại lực 0,6 ly, ton là 1,2 ly. Độ cứng của nó từ 60 đến 62 nè anh em. Sản xuất tại Đài Loan ha, Made in Taiwan. Giá của cái này là 525.000. Mã đặt hàng của nó là SK4401, giá 525.000, giá chưa ship. Còn cái này thì Made in Japan. Đây. Japan. Công nghệ bây giờ người ta in là người ta khắc laser đa số chứ nó không có còn khắc cái chữ ấy nữa. Mà không không mình chứng minh tất cả luôn, không tin. Không tin thì bó tay rồi. Cái đó là cố tình thôi. Cái này chiều dài của nó là 250 và thép của nó là thép EK5. Thường là kéo thì hãng nó sẽ làm những cái nhà máy nó sẽ làm là thép EK5. Nó về kéo nha. Còn nói về mũi khoan thì là thép HSS. Còn nói về công cụ thì nó có là rhodium hoặc là alloy steel. Rồi, kéo này là hàng nội địa Nhật ha. Kéo này thì anh em biết là nó khi mà anh em cắt á, cái piston nó sẽ đi vào đây, nó không có va vào tay mình, hạn chế va vào tay. Kéo của hãng MKK sản xuất 100% tại Nhật. Đây. Giá của cây này là 780.000, mã đặt hàng của nó là MK441. 780.000, giá chưa ship, giá chưa phí vận chuyển ha. Cây này hàng mới nên giá nó mắc tiền nè. Ở đây mình sẽ có hai sản phẩm mà hôm nay mình giảm giá, thì mình mỗi thứ mình còn một cây của Top Tool, đó là cái kéo, cái búa tạ của Top Tool, cán là cán nhựa. Ở bên trong này nó sẽ có một cái lõi sắt đó nè, hoặc là gì đó nó cũng rất là bền, cực kỳ bền, đổ nhựa. Thì hàng này hàng Đài Loan ha, hàng 100% là Đài Loan. Thì giá của cái này là 400.000, mình giảm 20%. Mã đặt hàng của nó là TO2703. 400.000 giảm 20% thì nó còn lại là 360.000. Cái này nó cân nặng khoảng 1 kg á. Lấy cái cân lên nè. 1,2 kg, cả cán luôn là 1,2 kg. Búa tạ ha. Búa kỹ thuật. Đó. Thì cái này nè, anh em thấy là nó làm cái cán ở đây cao su và ốp cao su đây. Ở đây thì nó sẽ làm tay ngắn thôi. Còn ở đây là nó làm cái eo này nè, anh em cầm như thế này nè. Anh em gõ nhẹ thì lúc này anh em cầm chỗ này ha. Đó, nó làm cái eo này, ta cầm đây nè. Còn cái này là cầm dày. Đó, hai cái chỗ cầm. Một là cầm đây thì như thế này. Còn cái này thì cân nặng búa cao su chống sốc. Cái này 900g cả cán luôn. Cái mặt của nó thì khoảng là 60mm ha. Ngang đây nè, đường kính đó. Cây này hiện tại mình bán là giá 487.000 của Top Tool Đài Loan ha. Mặt đường kính 50 anh em, 50. Hàng mới luôn, nhưng mà cái này thì mình còn một cây và mình thanh lý giảm giá luôn, 487.000. Thì mình giảm cái này 30% nha nè, 487 mà giảm 30%. Coi còn bao nhiêu nha. Thanh lý giá tốt lắm á, 487 nhân còn 340.000 thôi, chỉ còn 340.000 cho cây này. Mã đặt hàng của nó là TO2705. TO2705 ha. Còn có 340.000. Ở đây trong này nó sẽ có những cái sạc cát để mà anh em gõ nó chống sốc, lót gạch đồ các thứ. Rồi, đó là những sản phẩm Sang vừa giới thiệu. Anh em cứ đặt hàng thì cứ nhắn tin nha. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Cảm ơn em đã dành thời gian ra xem. Chào anh em, chào cả nhà.